một căn nhà hai gian, một phần nhỏ là nơi sinh hoạt của gia đình. Hai phần còn lại để dành xếp vài bộ bàn ghế gỗ, đón những đứa trẻ nghèo trong thôn tới lớp học của hạnh phúc. Trong rừng xanh sâu thẳm. Hơn 30 năm qua, tiếng đọc bài thân thuộc vẫn cứ đều đặn vang lên hàng ngày trong lớp học của thầy giáo Nguyễn Trai. Những đứa trẻ dù chẳng được tới trường, nhưng vẫn biết viết, biết đọc, biết tính toán và thỏa niềm mong ước được học tập như bạn bè của mình. Tôi mà nghĩ rằng là có mình phải làm thế nào đó, thì mình có khả năng bao nhiêu thì giúp các em mình như cả tôi. Nhưng mà thực chất được đấy, với vậy là về tư cách là người anh bày cho em trong nhà. Chứ còn từng thay tôi dân gia mà tôi không biết xuất hiện từ lúc nào. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Không được may mắn, kể từ năm lên 9 tuổi, đôi chân của thầy Trai không còn khỏe mạnh được như mọi người. Thế nhưng điều đó chẳng thể làm vơi bớt đi tình yêu, sự kiên trì, nỗ lực của thầy với công việc này. Bằng cái tình thương này là cái mình biết bao nhiêu cố gắng bay cho các em được bệnh như cả tôi. Mà một ngày mà dạy cho các em được một chữ, mình cảm thấy là đó là một niềm vui của mình thôi. Nhà con học thầy Trai từ mẫu giáo tới lớp 2. Nhà con có bộ anh chị em đi học ở đây. Khi học ở thầy Trai thì con rất tiến bộ, lên lớp 1 thì con học sinh giỏi. Từ ngôi nhà lá, căn nhà gỗ dựng tạm giữa đồi, tới ngôi nhà hai gian được xã hỗ trợ xây dựng, thầy Trai vẫn nỗ lực kiên trì từng ngày để duy trì lớp học chữ cho những đứa trẻ nghèo trong thôn. Tôi phải cả em có ngay tiền bù thì mình đó là một điều rất là có ý nghĩa của tôi. Vì trước đây hình như không có trường hợp của lớp học thì chắc có lại đến bây giờ tôi cũng có thể là nếu được không này. Hơn 30 năm trôi qua, điều duy nhất chẳng bao giờ thiếu ở nơi đây chính là tiếng cười của những đứa trẻ, nụ cười của hạnh phúc, của niềm vui học tập và của sự biết ơn.